Kính chào ông bà, cô chú và các bạn. Hôm nay gấu à, hôm nay Beo và bác ra ngoài sân để ăn nấu. Vậy là nấu nên là nấu thập cẩm, ngồi ở ngoài cho nó mát mẻ. Ngay mặt đường đi này, xe pháo đi lại đông đúc mà ồn ào lắm ông bà cô chú ơi. Anh Beo này cái tội nghịch, chẳng may bị rơi chai nước xuống rồi xít nữa thì đổ bát mắm bị mẹ na. Cái là bây giờ mặt ông ấy xị ra một đống kia, yếu xìu xìu, ý là mất mặt của ông đấy trước đám đông đấy. Thế là bây giờ ông thái độ nên ông mặt ông vinh nên ông mất mặt Beo. Beo thì đang được là ngôi sao của xóm về làm mọi người quý lắm. Có mỗi mình Beo là con baby trẻ con thôi. Lại bi ba bi bô vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Thế là bà con xóm chạy ra nói chuyện bắt chuyện với Beo. Beo đang được là ngôi sao tỏa sáng, bị mẹ la một cái mất mặt. Bây giờ là mặt xị ra rồi ông bà cô chú ạ. Ngoái không bắt lời. Thành ra là con nít hay người lớn thì nó cũng không có thích la mắng. Đấy, thế mà ngày xưa ở Việt Nam là cứ lôi con ra đánh thùng thụp như kiểu là đấm bao cát vậy, cũng đến khổ. Em ngày bé em chứng kiến bao cảnh đây, nhà em thì bố mẹ thì cũng đánh con nhưng mà không đến lỗi giống như là hàng xóm là thôi đấy. Tát cho một cái là quay như đĩa hát, khổ. Ngày xưa cảnh thiếu hiểu biết đấy. Còn bây giờ con cái mà mới na nó một tí thôi kìa, mặt nó xị rằng đống là bố mẹ phải nịnh ngay. Không có để đâu. Bây giờ con nít nó đúng là xã hội văn minh. Nhà chỉ có hai đứa thôi, thành ra là có thời gian chăm sóc và hiểu tính cách của con cái, chứ đẻ ra một đống con cái đập nhau bùm bốp khổ lắm ông bà cô chú ạ. Hello cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ hành trình về Việt Nam sau khi nghỉ ngơi ở bên này được mấy ngày ấy, cho nó khỏe khoắn lại xong rồi bây giờ đi về Việt Nam này. Sẽ quay cái đoạn đường đi cho cô chú anh chị coi nhá. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài phi quay là đường cao tốc đó cô chú anh chị. Thì em đi bằng taxi. Em đi về đợt này cùng với lại ông anh rể. Bà chị thì phải ở lại quay hàng nên là bà không về được. Thành ra là có mẹ con của Beo với lại bác rể về. Thì đoạn đường này là đoạn đường cao tốc. Cô chú anh chị nhìn này, đường cao tốc ở bên này nó không có lớn bằng đường cao tốc bên Mỹ của mình đâu, nhưng mà nó cũng đi nhanh lắm luôn á. Hai bên đường là cây cối xanh tươi, nhìn rất là mát mắt nhá cô chú anh chị ơi. Wow, đang đi đến cái đoạn này hình như đèn xanh đèn đỏ. Trời ơi, đang đi nhanh ở trên đường cao tốc mà cái anh này anh nào ra ghê quá. Đi cũng nguy hiểm lắm, nhiều người ta cũng chạy này. Ninh ta ninh tinh đấy cô chú anh chị. Đây rồi, bây giờ là rẽ sang một cái đoạn đường khác. Bây giờ là 2 giờ chiều, Beo mệt quá đấy, Beo nằm ngủ luôn rồi. Beo ngủ ngon lành để tí nữa Beo tới sân bay rồi Beo đi về Việt Nam. Đấy, đi đường xá xa xôi mệt mỏi là ngủ một giấc cái là tỉnh. Hai mẹ con đang hành trình đi ra sân bay. Đường phố cũng đẹp mà này. Nói chung là cũng đông đúc đấy cô chú anh chị, đông đúc chật chội. Tại vì đất nước Đài Loan, đất nước này nó nhỏ thôi chứ nó không lớn cho lắm. Nên nhà cửa san sát nhau. Bà con đi lại cũng đông đúc mà dân nhập cư, là dân nước ngoài sang đây lao động rất là nhiều. Gồm có dân Việt Nam, dân Indonesia này. Với lại một số những đất nước khác nhưng mà nhiều nhất là Indonesia với Việt Nam mình là đông lắm. Sang bên này vừa đi làm vừa thêm tiền nữa. Ngoài những cái giờ làm chính thì mọi người còn có thể là đi làm thêm những công việc khác. Ai mà có cái tài nẻ giống như là phun xăm thẩm mỹ thì làm thêm những cái ngày nghỉ đó thì cũng kiếm được tiền lắm. Đây là thêm một đoạn đường nữa. Ở trong này là trong thành phố, sắp tới sân bay rồi cô chú anh chị ạ. Nhà cửa xây san sát nhau và trung tâm vui chơi giải trí ở đây cũng có luôn ấy. Em đi em thấy là nói chung khu thành phố này là cái thành phố rất là phát triển. Chỗ này là chỗ nào đây thì em lại cũng không biết, quên ấy, không có hỏi kỹ. Nhưng em thấy cái đoạn này là rất là phát triển dân cư.
Cô chú anh chị ơi, bây giờ này em đã tới sân bay Đài Loan để làm thủ tục đi bay về Việt Nam, mà sợ nặng đầu nên đội cái mũ này. Đúng là nông dân ra tỉnh rồi cô chú anh chị. Đây em quay cho cô chú anh chị quay sân bay Đài Loan nha. Đây là anh Beo. Beo đã ngủ dậy và đi rất là sang đầy năng lượng. Rồi Beo đi đâu đấy? Đây. Sân bay Đài Loan mọi người. Đây bây giờ phải qua cái cửa này này. Bọn em đã check in xong rồi, bây giờ qua cửa. Cũng vắng nha cô chú anh chị ơi. Beo đã sẵn sàng ra check in. Beo làm gì đây? Ừ. Beo cầm nguyên đấy. Cầm yên đấy, tí lượt Beo. Chờ, chờ bác Phong nữa là đi luôn. Chờ ông anh nữa là em qua chỗ này rồi em ngồi chờ 5 giờ mới bay cô chú anh chị ạ. Khi lên xe ok chưa? Ok, bây giờ đi này. Beo đã check in xong và bây giờ là nhìn thấy cái này là anh ta nên anh ta ngồi. Xong chưa? Beo xong chưa? Rồi đi thôi, không được trễ rồi giờ đấy. Đây là sân bay Cao Hùng cô chú anh chị ạ. Sân bay Cao Hùng rất là đẹp, người ta trang trí ở bên trong á. Chỗ này là đi vào trong để mà chờ máy bay rồi mình lên máy bay mình đi. Đi về nước, đi sang các nước khác đó. Thì trang trí rất là đẹp, hai bên người đi ra đi vô cũng đông. Đây là hãng máy bay Eva này đó. Đèn nháy trang trí đẹp lắm. Em thấy lần trước em cũng có đi tới Đài Loan một cái sân bay khác. Sân bay này sân bay Cao Hùng. Bây giờ mới có thời gian đi ngắm đường. Chứ mấy hôm nọ đi là vội vội vàng vàng mà đi về ban đêm. Cái là cuống cuồng lên để mà check in. Hãy dẫn theo ganh Beo này nữa là có nhìn thấy cảnh vật ở xung quanh đâu. Lúc đấy là chỉ cố nao ra ngoài cửa để mà tìm người nhà thôi. Bây giờ thì thoải mái hơn thì đi vừa ung dung vừa bật máy quay. Ở đây người ta thích uống rượu. Em đi vừa mới tới thì thấy một cái quầy rượu lớn này. Rượu ở trong đây thì như là không phải đánh thuế, không mất thuế. Giá rẻ hơn bán ở ngoài nên là người ta thích mua rượu ở trong sân bay là vậy đó. Chỗ này là một cái hàng không biết là họ bán cái gì nhỏ nhỏ đâu. Ở sân bay này em cảm giác như rất là đẹp và trang trí. Nói chung là gọn gàng. Thành ra là khách vãng lai từ những nơi khác tới cũng check in nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị. Đây là sân bay Cao Hùng. Nếu mà đi từ ngoài vào trong là các quầy rượu được bán, được trưng rất là nhiều. Rồi là những cái quầy lưu niệm. Đây. Cũng đi cũng xa xa rồi mới vào đến cái chỗ chờ máy bay, sân chờ đó, ghế chờ đó cô chú anh chị. Ở đây ta thích uống rượu, sao ta thấy bán rượu. Bên này cũng bán rượu. Đồng chưa? Toàn uống rượu không? Người ghét nay chuẩn bị lên máy bay. Wow. Ở đây rồi. Ở đây là rượu chứ khổ, đang định đi kiếm một chỗ. Đi, go, go. Đồng nhé, cái hãng này đi đâu đây? Đồng quá bà con này. Bán rượu bán thuốc không? Kia bán kính. Đi, để bán túi sách. Ăn kẹo tí mẹ mua cho, bây giờ mẹ phải đi mua cái này trước. Bán kính này. Gucci. Điều khẩu trang lên quân, điều khẩu trang lên. Không hoa đấy, điều khẩu trang lên nhanh. Ừ. Bịp lên bắt. Bây giờ mẹ đi mẹ mua. Đây là chờ nhau chờ nẹo, đi vào đây mẹ xem nào. Một hộp phấn nữa. Đó đâu, đi vào đây. Anh Phong. Nhi hảo. Đây em vào em mua cái hãng này. Hay. I want to buy the foundation. Foundation? Yeah. Chanel. This one? No, no, I don't want this one. I want like this. This is? Yeah. This one? This is price? How much?
$1. Taiwan dollar. Yeah. How about the external? They don't have this one. Oh, they really? Don't have, yes. Okay, take one. Take one. White? Yeah. Chương trình của ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Em hẹn với cô chú anh chị và các bạn vào chương trình sau nhé, cô chú anh chị ơi. Và có rất là nhiều sự thú vị. Bây giờ chuẩn bị đến cái chương trình là travel rồi. Travel là cái vấn đề phức tạp khi mà lên máy bay. Nghĩa là em đã đi qua hai cửa rồi, chỉ còn cửa cuối cùng thôi mà nó gặp big problem. Thành ra là em sẽ làm cái video sau nhé, cô chú anh chị. Tập này là cái tập đi mua phấn tại sân bay. Là mãi làm quá, không có thời gian đi mua đồ make up. Tới đây mới mua đó cô chú anh chị.